xét đánh cháy 32 hecta rừng thông phòng hộ ở Thừa Thiên Huế. Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong một năm rưỡi qua. Nga ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 kỷ lục trong ngày. Trực tăng chờ Tổng thống Colombia bị bắn. Tổng giám đốc WHO khẩn thiết xin cấp vaccine. Ông Biden tiếp kẻ thù cũ trong tòa Bạch Ốc, kêu gọi Afghanistan tự quyết định tương lai. Tổng thống Mỹ ký đạo luật chỉ định hộp đêm ở Orlando là đài tưởng niệm quốc gia. Quảng Châu xây dựng cơ sở kiểm dịch Covid-19 rộng bằng 46 sân bóng đá. Phát hiện người rồng, loài người cổ đại hoàn toàn mới ở Trung Quốc. Sĩ quan cấp cao của NATO cảnh báo những bước tiến quân sự gây sốc của Trung Quốc. Cái chết của Apple Daily phủ bóng đen lên báo chí tự do của Hồng Kông. Thương nhân Quách Văn Quý tiết lộ một số quan chức tình báo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đào tàu. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 26 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin trong nước. Sáng 26 tháng 6, có tổng cộng hơn 400 người đã tham gia chữa cháy ở tỉnh đồi 230, trong khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đám cháy kéo dài suốt 20 giờ đồng hồ, bắt đầu lúc 15 giờ ngày 25 tháng 6 khi trời nổi rông. Một luồng sét đã đánh trúng đỉnh đồi gây cháy. Gió to, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp đỉnh đồi rộng 40 hecta. Cột khói đen bốc cao nghi ngút. Đến sáng 26 tháng 6, khu vực đồi 230 gió tiếp tục thổi mạnh. Bộ đội đưa nước lên làm nguội những nơi lửa đã tắt, đồng thời tiếp tục chặt cây cách ly các điểm lửa vẫn còn âm ỉ. Theo lãnh đạo Thừa tiên Huế, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 32 hecta diện tích của đồi 230. Chiều 26 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, giá xăng 95 được điều chỉnh tăng 752 đồng trên 1 lít. Xăng 92 tăng 712 đồng trên lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng 92 là 19.760 đồng một lít và xăng 95 là 20.916 đồng trên 1 lít. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước có lần tăng thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 1, 2020. Trong hơn 7 tháng qua, từ ngày 11 tháng 11, 2020, giá xăng 92 tăng tổng cộng 5.875 đồng trên 1 lít. Xăng 95 tăng 6.215 đồng trên 1 lít. Tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Tài chính Công thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu. Tuy nhiên, Liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng 92 ở mức 1.500 đồng trên một lít, xăng 95 ở mức 500 đồng một lít và dầu diesel 100 đồng một lít. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Nước Nga ngày 25 tháng 6 có số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh vì biến thể Delta. Theo Reuters, Nga ghi nhận 20.393 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, trong đó một cầu có 7.916 ca. Đây là số ca nhiễm được xác nhận trong một ngày cao nhất kể từ hôm 24 tháng 1, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 5.409.088. Trong ngày 25 tháng 6, có tới 601 người tử vong vì COVID-19. Riêng Moscow có 98 ca, nâng tổng số người tử vong ở Nga lên 132.064. Trong khi đó, cơ quan thống kê liên bang lại có một số liệu riêng biệt và cho biết Nga đã ghi nhận khoảng 270.000 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 từ tháng 4, 2020 đến tháng 4, 2021. Các quan chức Nga đang cố gắng buộc người dân tiêm chủng trong bối cảnh nhu cầu về vaccine phòng COVID-19 giảm dần kể từ khi các ca bệnh bắt đầu tăng trong tháng này. Cụ thể, chính quyền Moscow đã yêu cầu các quán bar và nhà hàng chỉ được phép phục vụ khi khách hàng trình mã QR cho thấy họ đã được tiêm vaccine, có khả năng nhiễm miễn dịch hoặc có kết quả âm tính gần đây. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6. Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn nhiều phát đạn trúng một máy bay trực thăng đang chở Tổng thống Colombia Ivan Duque vào ngày 25 tháng 6. Vụ việc xảy ra gần sân bay Camilo Daza ở thành phố Cucuta khi ông Duque và các quan chức khác trở về sau cuộc họp ở thị trấn Sardinata để thảo luận về các dự án đầu tư địa phương và cuộc chiến chống buôn ma túy trong khu vực. Đích tân Tổng thống Duque lên án đây là một cuộc tấn công hèn nhát và chỉ thị cho lực lượng an ninh truy lùng những kẻ đã bắn vào máy bay và gây nguy hiểm đến tính mạng những người trong chuyến bay. Văn phòng tổng thống xác nhận không có ai bị thương trong vụ tấn công và chiếc trực thăng có thể hạ cánh mà không xảy ra sự cố, mặc dù nhiều cơ quan truyền thông cho biết trực thăng đã bị va chạm 5 đến 6 lần. Các bức ảnh và video khác lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương đã chụp lại tình trạng của chiếc trực thăng với một số lỗ đạn kể cả trong các cánh quạt và tấm che động cơ của nó. Cho đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trực thăng, cũng như không có quan chức nào quy trách nhiệm cho bất kỳ tác nhân nào. Các nước giàu đang mở cửa xã hội và tiêm chủng cho những người trẻ tuổi không có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, trong khi các quốc gia nghèo nhất thiếu liều một cách tàn nhẫn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ sáu. Tổng giám đốc WHO ông Tedros cho biết ở Châu Phi số ca nhiễm mới tử vong ngày càng tăng và ông nói tình hình quá nguy hiểm khi biến thể Delta lây lan toàn cầu. Thế giới của chúng ta đang thất bại cũng như cộng đồng toàn cầu của chúng ta đang thất bại, ông nói trong một cuộc họp báo. Ông Tedros, một người Ethiopia, chỉ trích các quốc gia miễn cưỡng chia sẻ các liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp. Ông so sánh nó với cuộc khủng hoảng HIV-AIDS, khi một số người cho rằng các quốc gia châu Phi không thể sử dụng các phương pháp điều trị phức tạp. Ông nói, ý tôi là thái độ, đó giờ đã thành dĩ vãng. Vấn đề bây giờ là vấn đề nguồn cung, chỉ cần cung cấp cho chúng tôi vaccine. Cơ chế COVAX do Liên minh vaccine Gavi và WHO đồng điều hành, đã cung cấp 90 triệu liều vaccine COVID-19 cho 132 quốc gia kể từ tháng 2, nhưng đã phải đối mặt với các vấn đề lớn về nguồn cung kể từ khi Ấn Độ đình chỉ xuất khẩu vaccine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Afghanistan Asakani và kẻ thù chính trị cũ Adulas Adula vào hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc. Ông Biden kêu gọi người Afghanistan quyết định tương lai của đất nước họ khi các binh lính Mỹ cuối cùng sắp rút khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh và các lực lượng chính phủ gấp rút đẩy lùi các bước tiến của Taliban. Ông Biden ngồi bên cạnh hai ông là Ghani và Adulaz trong phòng bầu dục, gọi họ là hai người bạn cũ và nói rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Afghanistan vẫn chưa kết thúc và sẽ được duy trì. Người Afghanistan sẽ phải quyết định tương lai của chính họ, những gì họ muốn, ông Biden nói. Về phần mình, ông Ghani cho biết Lực lượng Afghanistan đã chiếm lại 6 quận vào thứ Sáu. Ông tôn trọng quyết định của ông Biden và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Afghanistan đang bước vào một giai đoạn mới. Cuộc họp tại phòng bổ dục có thể mang lại một giá trị biểu tượng cho ông Gani vì nó sẽ được coi là khẳng định sự ủng hộ của Biden đối với Gani khi nhà lãnh đạo Afghanistan đang phải đối mặt với việc Taliban tràn vào. Các vụ đánh bom, ám sát, sự gia tăng của các ca COVID-19 và đấu đá chính trị ở Kabul. Liên quan đến Tổng thống Mỹ, cũng trong hôm thứ Sáu, ông Biden đã ký một đạo luật chỉ trích hộp đêm Paul ở Orlando, Florida, là một đài tử niệm quốc gia. Lễ ký diễn ra ở Tòa Bạch Ốc với sự hiện diện của những người sống sót trong vụ tấn công hộp đêm vào năm 2016. Một địa điểm của vui chơi và giải trí đã trở thành nơi của nỗi đau và mất mát không thể diễn tả được. Chúng ta sẽ không bao giờ quên chuyện này, nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ, ông Biden nói trước khi ký luật chỉ định đài tưởng niệm. Và ông nói thêm, có thể trong tương lai sẽ không có tổng thống nào và ký một tượng đài nào khác như thế này. Ông Biden được coi là tổng thống thân thiện nhất từ trước tới nay với LGBT, cộng đồng những người có xu hướng thuộc giới tính thứ ba. Ngay sau khi nắm quyền, ông đã hủy bỏ lệnh cấm của chính quyền Trump đối với các quân nhân chuyển giới làm việc trong quân đội. Luật về hộp đêm Paul là một phần trong nỗ lực xây dựng đài tưởng niệm tại địa điểm này để vinh danh 49 người thiệt mạng trong một vụ việc đã xảy ra cách đây 5 năm. Một người đàn ông đã mang theo súng và tấn công hộp đêm đồng tính nam vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2016. Thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một khu phức hợp cách ly lớn cho du khách quốc tế và cư dân địa phương đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Vì các khách sạn địa phương không thể đương đầu với các biến chủng COVID-19 có khả năng lây lan nhiễm cao như biến thể Delta. Theo chuyên gia hàng đầu về hô hấp Trung Nan San, sẽ có 5.000 không gian biệt lập và người ở đó sẽ bị cách ly theo các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo họ không lây nhiễm cho nhau. Trang tin SMP dẫn lời ông Trung cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ sáu. Ông Trung nói: "Sau khi quan sát khả năng lây truyền của biến thể Delta ở tỉnh Quảng Đông trong tháng qua, ông tin rằng việc sử dụng các khách sạn làm cơ sở kiểm dịch sẽ là không đủ trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vì nó có khả năng lây truyền cao hơn rất nhiều so với các biến thể khác đã có từ trước. Về lâu dài, Quảng Châu và Thâm Quyến phải xây dựng các loại cơ sở này nếu không, sau này rất có nhiều ca nhiễm xảy ra vào chúng tôi phải cách ly họ trong các khách sạn" Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và chúng ta không thể cách ly họ theo đúng nghĩa, ông nói. Ông Trung cho biết, cơ sở mới sẽ có diện tích 250.000 m2, tương đương với 46 sân bóng đá. Hai loài người bí ẩn mới đã tồn tại song song với người Homo sapiens, loài người hiện đại và người Neanderthals, có thể đã chia sẻ kiến thức, công cụ và hôn phối dị chủng với cả hai nhóm. Tờ The New York Times cho biết, loài người mới đầu tiên là Homo long hay còn gọi là người rồng với bằng chứng rõ ràng nhất là một hộp sọ khổng lồ và khá nguyên vẹn, mang những đặc điểm sống với loài người hiện nay, lẫn ngoài người cổ, Neanderthals. Hộp sọ được tìm thấy vào tận năm 1933 bởi những người lao động Trung Quốc đang xây cầu bắc qua sông Tùng Hoa ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Rồi giấu dưới giếng suốt nhiều năm để bảo vệ khỏi tay của người Nhật đang chiếm đóng. Mãi đến năm 2018, một người đàn ông mới để lại di ngôn trước khi qua đời, tiết lộ về hộp sọ. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Chuang Chi từ Đại học Địa lý Hà Bắc, Trung Quốc đã phân tích và xác định hộp sọ đã 146.000 năm tuổi với khuôn mặt gần giống chúng ta nhưng hầu như không có cằm. Loài người mới được đặt tên là người dòng, với kích thước sọ lớn nhất trong số tất cả các loài thuộc chi người. Những đặc điểm trên cho thấy người rồng có thể là một dòng dõi gần chúng ta hơn cả người Neanderthal và cũng có thể đã trải qua những cuộc lai tạp vì đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy các loài thuộc chi người thường xuyên hôn phối dị trùng loài người mới thứ hai được tìm thấy qua các mảnh hóa thạch được khai quật từ năm 2010 ở gần thành phố Ramallah, miền trung Israel, nay được gọi là địa điểm khảo cổ Nesher Ramallah. Các nhà khảo cổ sinh học đã mất nhiều năm để phân tích, phục dựng 3D hộp sọ nguyên vẹn bằng phần mềm bí ẩn và xác định loài người. Nói trên Life Science, nhà cổ sinh học Israel Haikovitz từ Đại học Tel Aviv, Israel, cho biết niên đại các mẫu hóa thạch này lên tới 120.000 đến 140.000 năm đó là các mẫu xương thuộc về hộp sọ của con người khác loài bí ẩn. Kết quả tái tạo cho thấy họ có khuôn mặt thô, hàm răng to và gần như không có cằm. Theo Science Alert, hộp sọ của họ mang nhiều đặc điểm giống người Neanderthal nhưng không phải là họ, có phần nguyên thủy hơn. Kết quả so sánh đã kết nối với các mẫu xương này với một số hài cốt không toàn vẹn khác như phần xương 160.000 năm tuổi ở hang Tabun, phần xương 250.000 năm tuổi ở hang Gttie và các mẫu vật 400.000 năm ở hang Quesem. Họ thuộc về cùng một loài. Đó là một quần thể rất lớn đã tồn tại trong khu vực này là Israel từ 100.000 đến 400.000 năm trước, biết chế tạo các công cụ đá sắc bén và tiến thân của giáo và mũi tên. Họ đã chia sẻ các kỹ thuật này với các cộng đồng Neanderthal và Homo sapiens. Trong suốt quãng thời gian kể từ khi tổ tiên Homo sapiens chúng ta định cư tại đây 200.000 năm trước đến khi loài này tuyệt chủng, đã có những cuộc hôn phối dị chủng, bằng chứng chính là một số hóa thạch trước đây từng làm giới khoa học bối rối vì vừa giống Homo sapiens vừa có những khác biệt đặc trưng. Nghiên cứu này cho thấy chính họ là những đứa con lai like giữa loài người chúng ta và loài người bí ẩn ở Nesramala. Các nghiên cứu trước đây cho thấy chi người Homo từng có vô số loài nhưng hầu hết họ đều là tuyệt chủng, chỉ trừ loài Homo sapiens chúng ta. Thưa quý vị, một quan chức quân sự hàng đầu của NATO nhấn mạnh tốc độ hiện đại hóa quân sự kinh hoàng của Trung Quốc và cảnh báo về sự hiện diện ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng tăng ở nước ngoài. Trong một bình luận, tham mưu trưởng không quân Ông Stewart Big nêu bật loạt thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra. Ông nói, Trung Quốc đóng tàu nhanh một cách kinh hoàng. Trung Quốc đã đầu tư bao nhiêu vào hiện đại hóa lực lượng không quân của mình và bao nhiêu vào internet và các hình thức quản lý thông tin khác, đặc biệt là nhận dạng khuôn mặt. Tôi nghĩ việc theo dõi điều đó là rất quan trọng. Quý vị sẽ làm gì nếu quý vị là một nhà lãnh đạo Trung Quốc với một lực lượng lớn, hiện đại và tinh nhuệ? Các nhà lãnh đạo NATO tuần trước đã lần đầu tiên cảnh báo rằng Trung Quốc đã áp đặt những thách thức có hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ truyền thông tin sai lệch, hợp tác với Nga và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Các nhà phê bình cho rằng NATO vẫn chưa phát triển một chiến lược chi tiết đối với Trung Quốc, một phần do nội bộ đang bị chia rẽ và thiếu các công cụ đối phó với những nguy cơ, trong đó có việc Trung Quốc tham gia vào cơ sở hạ tầng chiến lược của châu Âu. Vị quan chức NATO lưu ý cách Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng ngoại giao của mình thông qua các tiền đồn giống như đại sứ quán khổng lồ ở Bruxelles. Bruxelles cũng là đầu não của Liên minh châu Âu, cũng là nơi NATO đặt căn cứ. Quý vị Bây giờ đã thấy có những tượng đài lớn của các đại sứ quán với các sư đoàn phòng thủ rất lớn, dân cư ở đó chủ yếu là các sĩ quan. Và rồi bạn sẽ nhận thấy như tôi sau gần 50 năm phục vụ, mục đích của tất cả những điều này là gì? Bruxelles đã trở thành tâm điểm lo ngại liên quan đến các hoạt động gián điệp và hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Phái đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tại Liên minh châu Âu cho biết trong một tuyên bố rằng trao đổi và hợp tác quân sự với các nước khác là một phần quan trọng trong tổng thể ngoại giao của Trung Quốc và Bắc Kinh đang tích cực phát triển quan hệ quân sự mang tính xây dựng với các nước khác. Ông Bích cho biết ông đã quan sát thấy các hoạt động chung giữa Bắc Kinh và Moscow đang phát triển từ tương đối nhỏ sang các cuộc tập trận và cơ hội huấn luyện lớn trong những năm gần đây. Nhưng ông không cho rằng hai nước đang tiến tới quan hệ đối tác chiến lược. Ông nhấn mạnh tan băng ở Bắc Cực sẽ mở ra một tuyến đường biển phía Bắc. Điều này giúp tăng tốc độ đi qua biển của Trung Quốc đến châu Âu và mở ra khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp năng lượng và khoáng sản chưa được khai thác. Ngoài ra còn có một sự cạnh tranh giữa hai thế lực. Moscow đang mở các cơ sở quân sự mới ở Bắc Cực, trong khi Trung Quốc tuyên bố mình là quốc gia cận Bắc Cực. Trong tháng này, các đồng minh NATO đã đồng ý tạo quỹ 1 tỷ USD đầu tư vào công nghệ quân sự mới, từ trí tuệ nhân tạo đến robot. Người Hồng Kông là những người đưa tăng và các sạp báo ở thành phố là nhà tang lễ. Trong tuần này, khi người dân khắp thành phố xếp hàng để mua ấn bản cuối cùng của Apple Daily. Tờ báo ủng hộ dân chủ đã bị xem là một mối nguy hại cho chính quyền thành phố trong nhiều thập kỷ. Tờ báo đã bị các quan chức thành phố đóng băng tài sản và các nhà báo cấp cao bị bắt theo luật an ninh sâu rộng mà Bắc Kinh đã áp đặt lên lãnh thổ này, theo sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2019. Cư dân đã đổ ra đường mua một bản sao của ấn bản cuối cùng Apple Daily đã in 1 triệu bản thay vì 150.000 bản thông thường trong quá trình kháng cự yên tĩnh. Người Hồng Kông thực sự rất buồn và đó là sự hỗ trợ duy nhất mà tôi có thể mang lại. Deborah, một giáo viên 50 tuổi, người đã xếp hàng trong mưa để mua một ấn bản sáng thứ năm cho biết. Tờ Apple Daily là một biểu tượng mạnh mẽ của phe đối lập về cơ bản. Họ vẫn đang hoạt động ngầm ở thành phố, các nhà phân tích cho rằng, việc đóng cửa trang báo và trang web tiếng Hoa cho thấy cách các nhà chức trách đang sử dụng đạo luật an ninh quốc gia để bóp nghẹt các phương tiện truyền thông tự do của Hồng Kông. Apple Daily, bình quả nhật báo được thành lập bởi ông Lê Chí Anh, Jimmy Lai, là một doanh nhân 73 tuổi đã khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực may mặc và bán lẻ trước khi dấn thân vào lĩnh vực truyền thông. Ông cho ra mắt tờ báo vào năm 1995. Apple Daily pha trộn những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng với những tin tức và cuộc điều tra nghiêm túc, mặc dù được xem như một tờ báo lá cải, nhưng dần dần Apple Daily cũng phải đối mặt với những cơn bão lửa Bắc Kinh đã hứa với Hồng Kông về một mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi thành phố được bàn giao từ Anh Quốc về Trung Quốc vào năm 1977, bao gồm quyền tự do báo chí và ngôn luận. Từ khi ông Lê Chí Anh cho đăng một bài bình luận gây tranh cãi, trong đó miêu tả Thủ tướng Trung Quốc khi ấy Lý Bằng, người thường được gọi là gã đồ tẩy Bắc Kinh do vai trò của ông ta trong vụ đàn áp Thiên An Môn và một quả trứng rùa, một cách sỉ nhục nặng lời trong tiếng Trung, kể từ đó ông Lê Chí Anh đã trở thành kẻ thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái chết của Apple Daily được coi là một thắng lợi của chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh, nhưng nó đã bị các chính phủ phương Tây lên án mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho việc tờ báo bị đóng cửa là do sự đàn áp dữ dội của Bắc Kinh và kêu gọi chính quyền Hồng Kông thả nhân viên của tờ báo. Michelle Bachelet, Cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc, nói rằng đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt cho Hồng Kông đã dẫn dắt các nhà báo tăng cường tự kiểm duyệt. Thưa quý vị, hôm 22 tháng 6 thương nhân Trung Quốc Quách Văn Quý sống tại Mỹ lại gây bão dư luận với thông tin rằng nhiều quan chức tình báo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đào tàu và mang theo thông tin mật quan trọng. Trong đó có quan chức cấp cao của bộ phận tác chiến chống lại Đài Loan. Đoạn video ghi lại của ông Quách Văn Quý được công bố vào ngày 22 tháng 6. Chỉ ra một số quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đào tàu, trong đó có trưởng cơ quan tình báo của một tỉnh tại Trung Quốc đã đào tàu thành công ra nước ngoài vào tháng 3 và mang theo thông tin mật quan trọng gồm cả thông tin tình báo từ trung tâm dữ liệu Alibaba ở tỉnh và thông tin tình báo từ các cơ sở quân sự. Ông Quách nói rằng, sĩ quan tình báo này đang liên lạc với một nước nào đó và nước đó đã bảo vệ an ninh tuyệt đối cho ông ta. Cả gia đình không chỉ đổi tên mà còn có hai hoặc ba chiếc xe đặc biệt để bảo vệ họ trong thời gian toàn bộ hành trình. Ông Quách tiết lộ rằng, quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đào tàu là một người nắm giữ tiền điện tử lớn, sở hữu ít nhất 4.000 bitcoin và Huobi trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Do đó, vụ việc đang khiến Bắc Kinh rất lo lắng. Thương nhân này giải thích rằng, mặc dù Bitcoin là một công cụ tội phạm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng trong hoạt động cấu kết nước ngoài liên quan đến rửa tiền, vũ khí và khoáng sản, cũng là một công cụ cho những kẻ trung gian, thế lực tham nhũng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn phía sau của Huobi chính là Bộ An ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là công cụ làm tình báo nhưng cũng là tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lạm dụng chúng có tính hai mặt nguy hiểm. Thứ nhân Quách cũng tiết lộ một quan chức khác đã bỏ trốn vào tháng 4 năm nay, là quan chức cấp cao từ một bộ phận tác chiến chống Đài Loan tại Phúc Kiến. Ông này là gia đình đã đi tàu đến Đài Loan và sau đó đến Ryukyu. Họ đợi ở một khách sạn năm sao tại đó rồi được đón tới đảo Saipan ở Mỹ. Quan chức cấp cao này đã lấy đi tất cả thông tin về cuộc chiến chống Đài Loan. Theo thông tin từ bộ phận của một nước có được tài liệu cho biết, họ đã xác định kế hoạch Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan là một thực tế. Ông Quách cho biết. Cuối cùng, Ông nói về vấn đề dịch COVID-19, chỉ ra rằng nhiều phương tiện truyền thông hiện đang bắt đầu thay đổi từ ngữ gọi virus nhân tạo là không loại trừ đến từ phòng thí nghiệm. Nguyên nhân vì Bắc Kinh không còn tiền để cung cấp cho họ nữa, các phương tiện truyền thông này đang bắt đầu phát hiện thảm họa do virus này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Ông cũng nhắc nhở rằng Tổng thống Mỹ Biden đã nói với các phóng viên tại cuộc họp G7 rằng ưu tiên hàng đầu là tích cực ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng mọi người không chú ý. ý. Vấn đề ông ấy nhấn mạnh lúc cuối cùng rằng virus chắc chắn sẽ tái bùng phát trở lại và chắc chắn sẽ xảy ra. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.